Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Hòa My của em nhá. Hôm nay em lại lên tiếp tục lên cho các bác một em siêu mẫu tiếp các bác nhá. Em này thì dáng dấp các bác nhìn thấy có thể thấy là rất là chuẩn đúng không các bác? Cao cầu, đuôi lá vả đẹp đấu xòe các bác nhá. Đầu mặt đẹp họa nét, chim thuần sách tay hot các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Nói với các bác là con chim này nó mới về các bác nhá, nó vẫn còn lạ chủ các bác. Nên là em sẽ chuẩn bị, em sẽ đặt xuống đây và em quay cho các bác xem để nó hót sẽ bài bản và hay hơn rất là nhiều các bác nhá. Chim rất là cao cầu và đẹp các bác nhá. Chim rất là đẹp quá. À, bây giờ em sẽ để xuống các bác nhá, quay cho các bác xem nó hót sẽ mau mỏ hơn rất là nhiều các bạn. Đây nha các bác nhá, mời các bác ngắm em nó có thể hiện các bác nhá. Đẹp chưa các bác? Thank you.
Các bác có thể thấy là đầu mặt em này rất là đẹp các anh em này này. Đầu mặt rất là đẹp, dáng dấp rất là ok các anh nhá. Móng niếc đầy đủ hết nhá, chân tay móng gối đầy đủ hết nhá. Nói chung là chi mới về các bác nhá, thì em cũng quay tạm clip này thôi. Bác nào bổ kết em nó thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Đấy, các bác cứ cảm thấy ưng thì các bác liên hệ cho em. Đó. Còn chim thì con chim này chơi rất là tốt luôn các bác nhá. Chúng con nó mới về thôi. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau.